Chào tất cả anh em. Hôm nay mình lên một mặt hàng mới, đó là một mặt hàng rất thông dụng về nông nghiệp. Đó là cái mẫu dao ghép cành của nội địa Nhật. Mẫu dao này là mình nhập khẩu mới 100% luôn. Không phải hàng bãi nha anh em, hàng nhập mới nguyên hộp. Mã số của cái hàng này là VKB400, hàng chuẩn Made in Japan. Đó, mình nhập về chỉ có được 2 hộp này thôi. Một hộp nó gồm 10 cái cây dao như vậy. Đây là cái mẫu dao ghép cây nội địa của Nhật, hàng chuẩn Nhật 100% nha anh em, hàng xịn. Đó anh em xem, còn nguyên tem chuẩn của Made in Japan sản xuất. Đó. Chất liệu của nó làm bằng cán gỗ và có cái vỏ bọc cái lưỡi dao bằng nhựa. Mẫu dao của nó làm bằng chất liệu thép thủ công, thép đen và được ốp một lớp thép bên trong. Lớp thép này là lớp thép siêu bén, dùng để anh em, nó mục đích của nó chế tạo là để nó làm tăng cái độ bén cho cái mẫu dao ghép, và anh em có thể mài tái sử dụng được rất nhiều lần tới phiên nó cùng luôn, nó vẫn có còn còn bén. Nên là cái đặc điểm của dòng dao ghép thép đen này nó là như vậy. Tổng chiều dài của cây dao ghép này nó dài là 16 xăng nha anh em. 16 xăng. Và dài của cái lưỡi là 66 cm. Độ dày của cái sống của nó là 2 ly. Sống của cái cây dao này là 2 ly. Đó. Cái mẫu này nó làm bằng chất liệu bằng gỗ. Gỗ này là cái gỗ chống mối mọt của họ này, họ xử lý keo, hấp keo đồ lên vẹt đi rồi hết rồi, nên là nó rất là bền, không lo bị mối mọt và nó bị nứt nẻ. Hàng của chuẩn Made in Japan thì chất lượng khỏi bàn. Mình sẽ test cho anh em thấy cái độ bén kinh khủng của cái mẫu dao ghép cây của nội địa Nhật này. Đây anh em xem, bén kinh khủng. Đó. Khẳng định đẳng cấp của hàng Nhật Bản. Thì mình bán cái mẫu dao ghép cây của nội địa Nhật này với giá là 350.000 cộng phí vận chuyển. Thì hàng mới nhập khẩu cho nên là giá nó không có rẻ như cái hàng cũ, hàng bãi được, anh em biết cái điều đó. Vì cái hàng cũ hàng bãi nó cũng bán 150-200 ngàn rồi, nhưng mà bắt buộc anh em nhiều phải mài lưỡi lại và nó cũng thiếu phụ kiện, vỏ gỗ rồi nó cũng nứt nẻ, nó không còn đẹp nữa. Thay vì vậy ta mua một cây mới như thế này, nó chất lượng nó đẹp xịn, chưa sử dụng, không cần phải lo lắng về việc cái chuyện mài dũa gì nữa, chứ việc về là sử dụng thôi và làm sưu tầm cũng rất là đẹp. Rồi anh em nào quan tâm đặt hàng thì liên hệ bên phía mình, bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Xin cảm ơn anh em. Thank you.